Lan là một điểm đến du lịch thu hút được rất nhiều khách. Có những người ấn tượng Hội An về cảnh đẹp thiên nhiên, có những người ấn tượng Hội An về vẻ đẹp văn hóa, và có những người như tôi ấn tượng Hội An về ẩm thực đặc sắc, nhất là về hải sản. Và một quán ăn hải sản mà bạn không thể bỏ qua khi đến Hội An đó chính là quán Cầu Tre. Tôi đã được đi đến quán Cầu Tre rất nhiều lần với gia đình, nhưng lần mà tôi ấn tượng nhất chính là lần gần nhất mà tôi đến đó. Hôm đó, sau khi đi tắm biển, tôi đang rất đói. Gia đình đã đưa tôi đến quán ăn Cầu Tre. Đó là một quán ăn vừa ngon, vừa rẻ và vừa đậm chất Hội An nữa. Cầu Tre là một quán ăn rất tấp nập, các nhân viên phục vụ rất thân thiện, quán ăn rất to, nhiều người ăn đến. Không khí ở đó là thứ ấn tượng nhất, mọi người trò chuyện rôm rả, tươi cười. Cầu Tre có thể coi là một quán ăn mà chế biến hải sản ngon nhất ở Hội An. Hải sản ở đấy rất tươi. Các hải sản được chế biến rất là phong phú. Những món ăn ở đó có thể kể đến như là tôm hấp, mực hấp, ngao hấp hay là hàu nướng mỡ hành. Hôm đó tôi đã có một bữa tối rất ngon và tôi rất thích. Và sau những bữa ăn ở Cầu Tre, tôi có các bí quyết dành cho các khách du lịch. Thứ nhất là hãy đến những quán mà dân địa phương hay ăn, những quán bình dân như là Cầu Tre chẳng hạn, thì đồ ăn ở đó sẽ rất ngon mà còn rẻ nữa. Lần sau khi bạn đến Hội An, hãy tìm đến quán Cầu Tre và có những khoảng thời gian rất bổ ích với gia đình của bạn nhé. Bye bye!